Thật sự không hiểu sao anh nói âm nhạc em cảm giác em muốn thua rồi sao á. Ủa dạ. Cảm giác vậy thôi à, mẹ không phải đâu. Cái này là do xỉn nghiễn nha, chứ không phải do chọn nha. Mùa thu sẽ là mùa đông. Em có biết bài Ngày Em Đi không? Ngày em đợi, em chỉ mang con tim hành lý để quên mùa đông. Sao đứng vô mùa thu? Mình thua người ta rồi Long ơi. Mấy dòng sau nữa đừng nặng chí. Nãy là Long hát gió. Đó đừng nói gì, đừng nói, tự nhớ đi. Biết kìa. Mưa. Cái tempo nó hơi chậm. Dạ tempo chậm cho anh đó nhạc. Không cho em á em ơi. Ủa cho em hả? Trời ơi. Nhưng mà chính xác. Trời ơi là trời. Chào tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Vòng Xoay Lốc Xoáy. Hàng tuần chúng ta gặp nhau trong chương trình này để có thật nhiều niềm vui. Và đây cũng là một cái sân chơi thú vị dành cho các anh em nghệ sĩ. Ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với hai đội chơi của ngày hôm nay. Xin chào đón đội xanh và đội đỏ. Diễn viên Bùi Công Danh, MC Phan Ngọc Phương Nguyên, diễn viên Cao Phương Thúy, diễn viên Lạc Hoàng Long. Các em ơi, chương trình của chúng ta là về âm nhạc. Dạ. Không biết rằng là với cái kiến thức âm nhạc của mình thì các em có tự tin không? Thật sự không hiểu sao anh nói âm nhạc em cảm giác em muốn thua rồi sao á. Ủa dạ. Cảm giác vậy thôi à, mẹ không phải đâu. Anh biết là Long thường đóng phim, đóng kịch. Nhưng mà trong những vở kịch của mình đóng là cũng có hát mà đúng không? Long cũng biết nhiều bài mà. Dạ, nhưng mà hát có lai rai vậy. Ủa hát mà hát lai rai. Vụ lai rai. Còn em thì đây là lần thứ 3 em tham gia chương trình. À. Để khẳng định cái năng khiếu âm nhạc của em. Ô trời ơi. Dạ, dạ. Ô là trời. Dạ. Còn với Thúy sao? Không biết gì luôn. Dạ, dạ không biết gì luôn. Không biết gì luôn hả? Rồi ai mời tới chơi vợ? Dạ anh mời là em đi chơi thôi à. Thấy bé đang rất run sợ. Nhưng mà các bạn hãy giữ cho mình cái sự bình tĩnh cũng như là tự tin. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng thi đầu tiên mang tên Đuổi Bắt. Vòng 1 của chúng ta có tên là Đuổi Bắt. Vòng Đuổi Bắt gồm 4 câu hỏi. Mỗi lượt, 2 thành viên đại diện 2 đội ngồi vào vị trí trên vòng xoay nghe câu hỏi. Màn hình LED trên sàn sân khấu sẽ hiện lên các đáp án. Khi vòng xoay dừng lại, người chơi phải chạy thật nhanh đến đáp án đúng để giành lấy 10 điểm. Rồi, chuẩn bị, vào vị trí nào. Yo. Vô đây em. Mời các bạn. Vừa nghe nằm trong bài hát nào? A. Lời hứa ngày xưa. B. Lời anh hứa. C. Thà người đừng hứa. Vòng xoay lốc xoáy cấp độ 1 bắt đầu. Phương Uyên chọn đáp án A. A. Phương Thúy nằm dài ra. Là đứng không nổi luôn hay sao em? Tôi sợ nó lòi ra nó không được. Sợ lòi cái giò nó qua bên kia đúng không? Không có đâu. Và đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. Và như vậy là đội đỏ đã mang về 10 điểm đầu tiên cho mình. Hay quá. Hay quá. Rồi các bạn về chỗ. Tiếp theo Công Danh với Lạc Hoàng Long. Dạ. Mời các bạn nghe nhạc. Cái giọng cười cái chỗ đó đó là nó bôi đi một cái câu hát trong cái đoạn nhạc mà chúng ta vừa nghe. Đây là cái đoạn nhạc nằm trong bài Về Dưới Mái Nhà của nhạc sĩ Xuân Tiên. Hãy cho biết cái câu hát tiếp theo là cái câu nào. A.
nhớ phút vui đêm này. B, ta nhắn nhau về đây. C, bếp hồng đang còn say. Vòng xoay lốc xoáy cấp độ 1 bắt đầu. Trang Giang á. Trang Giang hả? Dạ. Em nghĩ là đáp án A là đầu tiên rồi, lúc anh đặt câu hỏi rồi. Nhưng mà tại vì khi mà chạy ra là thấy xoay vòng vòng mà, cho nên em nhảy vô cũng hên là nghĩ vô hơi A. Chậm một chút. Dạ. So với Long đúng không? Dạ. Nhưng mà quan trọng là có chính xác hay không cái đó. Dạ. Nha. Dạ cái đó đó. Bây giờ muốn biết đúng hay không, mình nghe lại cái đoạn nhạc vừa rồi. Dạ. Nè. Người ơi mau về đây, về bên bếp hồng tay cầm tay. Cười lên tràn chứa tươi lãn môi, nhớ phút vui đêm này. À, à hả? Đúng rồi. Đúng rồi anh. Ủa em? Hả? Em chọn đáp án này mà khi em nghe cái đáp án xong rồi em không biết luôn hả? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Em cứ ngờ ngờ á. A hoặc C. Thấy gương mặt em hoang mang quá. Dạ. Và đó là đáp án chính xác cho anh ơi. Yeah. Và đội xanh ghi được 10 điểm. Mấy vòng sau không nhắm mắt nha em. Không nhắm mắt đâu. Như vậy là bây giờ là hai đội đang có điểm số ngang bằng nhau nha. Lượt thi đấu tiếp theo, mời hai cô gái. Mời các bạn nghe nhạc. Áo chẳng kêu xa, áo cũng quê ta. Như những câu hò chân chất của quê ta. Chưa có biết. Xinh xắn thêm trang hoa trong chiếc áo ba ba. Đây là đoạn nhạc trong bài hát Ngẫu hứng ru con của nhạc sĩ Nguyễn Bảo Phúc, lời của anh Thoa. Hãy cho biết câu nào còn thiếu trong cái đoạn nhạc mà chúng ta vừa mới nghe. A, áo bà ba đẹp sao mà thon thả. B, áo bà ba mẹ may chờ con lớn. C, áo bà ba che nắng che sương. Vòng xoay lốc xoáy cấp độ 2 bắt đầu. Lần này nhanh hơn rồi đó nha. Hai cô gái chọn đáp án giống nhau, đó là đáp án B. Nhưng mà mình thấy là Phương Uyên đã lựa chọn cái vị trí đáp án B này sớm hơn so với lại Thúy một chút. Và đáp án chính xác của chúng ta là, mời các bạn lắng nghe. Áo chẳng kêu xa, áo cũng quê ta. Như những câu hò chân chất của quê ta. Áo bà và ba mẹ may chờ con lớn, đó là đáp án B. Chúc mừng đội xanh, các bạn được chọn đáp án đúng, chỉ là đội xanh nhanh hơn nên các bạn đã ghi thêm được cho mình 10 điểm. Sao mà chán trường sao vậy Long? Chán trường quá trời luôn, mà chậm chậm quá trời ơi. Câu hỏi dành cho hai bạn như sau: trong bài hát Ngày Em Đi của nhạc sĩ Lam Phương có nhắc đến một mùa trong năm, hãy cho biết đó là mùa nào. A, mùa xuân. B, mùa thu. C, mùa đông. Vòng xoay lốc xoáy cấp độ 2 bắt đầu. Chạy Long ơi, chạy Long ơi. Ôi, chưa kịp luôn. Chạy Long ơi, mùa đông là đáp án mấy? Mùa đông, tới. Mùa thu mà. Cái này là do xỉn nghiễn nha, chứ không phải do chọn nha. Chứ nếu em muốn chọn thì em chọn cái nào? Em chọn C. Em chọn C. Nhưng mà xỉn nghiễn không có phân biệt được đâu là A, B, C đúng không? Không A, B, C được anh à. Lần này thì em thấy không phải riêng em đâu, danh cũng vậy á. Dạ em chọn đại đó. Là em nhắm tiệt con mắt đúng em rồi, luôn á. Em không có nhớ gì luôn á. Nhưng mà em vô em chỉ thấy là giờ có ô hồng là Long vô. Còn xanh là em xanh lè là em nhảy vô luôn á. Long thì chọn đáp án B. Dạ. Em biết B là hồi nãy anh gợi ý là mùa gì không? Mùa thu. C là mùa đông. Em có biết bài Ngày Em Đi không?
ngày em đấy. Em chỉ mang con tim hành lý để quên mùa đông. Sao đứng vô mùa thu? Đó là đáp án C. Ngày em ra đi, em chỉ mang con tim hành lý để quên mùa đông. Đó. Bây giờ mình tỉnh rồi phải không em? Dạ tỉnh rồi. 10 điểm nữa dành cho đội của em. Hay quá, em đoán đúng đấy, bộ anh tay. Hay quá, tại em nhắm mắt á. Chúng ta đã vừa đi qua vòng thi đầu tiên. Điểm số của đội xanh đang là 30 điểm và đội đỏ đang là 10 điểm. Và bây giờ sẽ là vòng thi thứ hai, vòng thi mang tên Hợp Sức. Vòng hợp sức có 4 câu hỏi. Mỗi đội cử một thành viên đảm nhận nhiệm vụ giành quyền trả lời cho đội bằng cách chạy thật nhanh để giành chiếc micro đặt trên sân khấu. Thành viên còn lại phải trả lời câu hỏi. Trả lời đúng được 20 điểm, trả lời sai bị trừ 10 điểm. Mỗi đội đối phương sẽ được quyền trả lời. Mời hai thành viên đầu tiên của hai đội lên nào. Thiệt ngộ lắm. Thường thường là mấy cái số khác á, dạ, là các chàng trai hay xung phong lên trước để cho bạn nữ ngồi lại coi, rút kinh nghiệm. Nhưng riêng số này, hai chàng trai này ai cũng ga lăng như nhau hết trơn. Yeah. Và bây giờ, vòng xoay lốc xoáy cấp độ 2 bắt đầu. Mời anh nhiệt liệt anh phê bình em luôn á Long. Sao vậy anh? Trời ơi, nhỏ em gái của em nó chạy nó giật giả ở đó. Em ngồi chệ em chạy, em không có đứng lên được một chút nào luôn á. Phải chỉ cái chỗ đó em đứng lên đi, cho thấy cái sự nhiệt tình của em chút xíu. Dạ tại em thấy thương quá nhưng mà không biết đành lòng như thế nào. Hát sao cho ta dễ ngủ trưa coi. Chỉ coi em hát đúng lời thôi là em có điểm rồi. Rồi. Chứ coi em sao một từ thôi là sai. Anh đang nói nhiều quá em quên. Và gió theo em trên từng con đường. Lâm ơi mở mắt ra hát em. Ủa trời. Và bây giờ mở mắt ra thì cho em xin lại cái micro luôn. Sai rồi. Tại sao lại sai? Hát sai lời là sai chứ tại sao lại sai? Em vô từ lúc đầu là em đã sai rồi đó. Và mời em về chỗ. Và gió theo em trên. Mời đội xanh. Nãy là Long hát gió. Đó đừng nói gì, đừng nói tự nhớ đi. Biết gì á. Mưa. Và đẹp khoái lắm, tưởng ta hát gió hay sao ngồi cười. Ai biết đâu ạ. À? Và nắng theo em trên từng con đường. Em cho anh mượn lại micro. Sai luôn á. Gió tuy là cái bài nó tên là Giấc Mơ Trưa. Dạ. Nhưng mà cái lời này nó không có nắng em ơi. Ủa, là nắng em gió, cứ tưởng buổi trưa là có nắng hả? Dạ. Không, mời em về chỗ. Ủa sao kỳ vậy ta? Nãy em nhớ là Long hát gió mà đúng không? Gió trước. Hồi nãy Long hát gió. Nhưng mà Long hát không phải sai ở cái từ đó mà sai những cái từ sau. Rất là tiếc. Ở cái lượt thi đầu tiên này thì cả hai đội không ghi được điểm và đội đỏ đã bị trừ đi 10 điểm. Mời hai thành viên khác Long cùng với Giang. Vòng xoay lốc xoáy cấp độ 2 bắt đầu. Rồi xong luôn, rồi xong nghỉ chơi đi. Thấy không, ra dẻ ghê không? Cái dây nhỏ. Ba đội xanh đã lấy được chiếc micro. Mời Phương Nguyên lên đây. Về Sài Gòn đọc qua lịch sử, từ lúc khai hoang xuống miền lục tính xưa, cho hôm nay tương lai thêm sáng ngời, làm khách muôn phương đến rồi không nỡ. Bài tẩu của bà rồi. Về Sài Gòn đọc qua lịch sử, từ lúc khai quang xuống miền lục tính xưa, cho hôm nay tương lai thêm sáng ngời, làm khách bốn phương đến rồi không nỡ đi. Trời ơi, chính xác luôn, chúc mừng em. Ba mẹ em rất là tự hào về hay em. Quá, ba mẹ em tự hào về cái trí nhớ của em lắm luôn á. Quan trọng là nhớ cho chứ đâu có cần hát hay đâu. Thì đó, đó là cái điều mà ba mẹ chưa bao giờ tự hào về em đúng không?
Là sao anh? Ở đây anh không cần hát hay. Yeah, hát yeah. đúng là có điểm rồi yeah, bé ơi. Chúc yeah. mừng đội sang. Yeah. Và tiếp theo mời Phương Nguyên, Phương Thúy. Vòng xoay lốc xoáy cấp độ 3 bắt đầu. Long ơi đừng phụ lòng em đấy Long ơi. Yes. Bé lên. Thôi quá đúng không? Giống như là bài tủ phải không em? Nó gần gần vậy đó anh à. Thôi, thể hiện liền đi em. Dạ, vô. Bằng lòng đi em chơi với quay anh. Tự mình làm khó mình chi à. Bằng lòng đi em về với quay anh. Một cù lao xanh, một dòng sông xanh. Hay quá. Một vườn cây. Cây xanh luôn hả? Một vườn cây. Cây sao mà, cây sao? Một vườn cây xanh hoa trời đơm hương. Thuyền ái qua sông nụ cười mênh mông. Đúng rồi. Cực lắm chứ dẫn đâu. Mặc dù cái tempo nó hơi chậm. Dạ tempo chậm cho anh đó nhạc. Không, cho em á em ơi. Ủa cho em hả? Trời ơi. Nhưng mà chính xác. Trời ơi là trời. Đó, ít ra phải vậy chứ đúng không Long? Dạ đúng rồi. 20 điểm dành cho đội của em. Quá trời. Xin mời danh với Long vào vị trí. Rồi lên Long ơi. Vòng xoay lốc xoáy cấp độ 3 bắt đầu. Trời ơi. Quá trời trời. Em thấy còn nhanh hơn cãi chứ. Cố lên, cố lên. Chạy nào, chạy, chạy. Ôi, ôi, ôi. Mở xin mèo ra. Chào đi. Có con chạy, chắc là đây chơi. Và cuối cùng Phương Nguyên cũng đã cầm được chiếc micro. Mời em qua đây. Đời tôi cô đơn em. Trời ơi. Yêu ai cũng không duyên. Đời tôi cô đơn em. Yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng rõ ràng. Đó, có ba câu thôi. Đừng thêm nhạc vô nha, cho em tự có cái nhạc trong người em đi. Để tự đi đi. Dạ, dạ, tự đi. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên. Đúng rồi. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai. Trời em. Cũng dở xe. Sao cũng cùng em. Cũng dở xe. Rồi sao nữa? Đúng rồi. Hết rồi. Nó cũng dở xe rồi. Vậy là có nhạc trong người em chưa? Không phải em cố tình. Không phải em cố tình hát cái chữ dở xe ra nó dở xe. Tức là bây giờ là như vậy là hết sức mình rồi đúng không? Hay nhất có thể rồi đúng không? Cảm ơn em. Anh nói anh không cần hát hay. Mặc dù anh rất mong em hát hay. Quan trọng là mình hát đúng lời chính xác. Chúc mừng em. Yeah. Hey. Đội xanh đã nhận thêm 20 điểm là 70 điểm. Và đội đỏ số điểm đang có là 20 điểm. Mình thua người ta rồi Long ơi. Mấy dòng sau nữa, đừng nặng chứ. Không còn có mấy dòng sau đâu em. Hết rồi. Còn có một dòng nữa thôi nha. Ôi kịp mà ha. Và vòng thi thứ ba của chúng ta có tên là vòng xoay may mắn. Chúng ta đang ở vòng 3, vòng xoay may mắn.
Vòng xoay may mắn có 3 câu hỏi. Hai đội nhấn chuông giành quyền trả lời. Trả lời đúng sẽ có cơ hội kích hoạt vòng xoay để giành điểm. Sẽ có nhiều bất ngờ đang chờ đón chúng ta ở chiếc vòng xoay may mắn. Và đây là vòng xoay may mắn. Và bây giờ là câu số 1. Nắng trăng thanh, hãy cho biết nhạc sĩ nào đã sáng tác ca khúc này. Hết. Dạ, biết rồi. Trời, một sự im lặng đáng sợ. Em nhường bên kia. Ủa, sao kỳ vậy? Sao không tự bấm mà bây giờ phải nắm tay con Long ẩm vô cái nút làm sao trời? Không tự tin như vậy, giống như là lỡ mà trả lời sai cái là đổ thừa cho Long á. Đúng rồi đó. Theo tìm hiểu em, những lúc mà em hay nghe nhạc nhiều, buồn buồn á anh, mình hay nghe nhạc để mình giải trí này kia nọ. Thì những cái bài hát như vậy á, thì em chắc chắn một điều rằng cái nhạc sĩ mà viết lên cái bài hát đó chắc chắn là nhạc sĩ Trần Thi. Trần Thi sai vậy? Sai rồi. Ba tên mà. Trần Thi Thơ á anh. Trời đau quá. Trời ơi, diễn giả dài đó. Dài đó. Mà nó dở đó. Mà nó sai đó em ơi. Ba lần ăn chưa chính xác. Giờ này tụi em được trả lời không anh? Đúng. Nhạc sĩ là Hoàng Thi Thơ. Đó là đáp án chính xác. Chúc mừng đội xanh. Em ơi, Hoàng Thi Thơ. Hoàng Thi Thơ. Hồi nãy em nói là Trần Thi Thơ. Em nhầm mà. Mời đội xanh bấm nút nào. Rồi, bấm. Thôi dừng đi. Ủa sao trắng tươi vậy? Ô tím là sao anh Nghĩa? Màu tím nó không có gì hết. Tức là ở đây mình cũng không được cộng điểm. Nhưng mà mình cũng không có bị trừ điểm gì cả. Dạ. Cũng hơn. Coi như là vừa rồi mình có thêm một cái kiến thức về âm nhạc vậy đó em. Dạ. Nha. Ừ, để mình biết bài Gạo Trắng Trăng Thanh là của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Câu số 2. Trong bài hát Thao Thức Vì Em, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, hãy cho biết chàng trai chờ mong điều gì để được hẹn hò với người yêu. Hết. Vẫn không ai bấm hết. Em đi. Bên màu xanh đã bấm chuông trước. Trả lời luôn em. Chắc chắn là chờ tới trời sáng để được gặp người yêu rồi. Tại vì cái bối cảnh, cái câu chuyện này của chúng ta đang diễn ra vào ban đêm. Yeah. Cho nên trời sáng thì mới gặp được người yêu của mình chứ. Yeah, đúng không? Đúng rồi. Mời các bạn nghe nhạc. Em ơi nhớ thương, thương nhớ cả đêm. Làm sao quên được phút giây yêu. Chờ mong sao cho trời sáng đúng giờ mình hẹn hò là đời quên hết sầu lo. Mời đồ xanh bấm nút. Anh bấm đi. Anh bấm đi. Nói đi anh. Đúng rồi. Mấy anh qua đây ngồi đi để khỏi đưa thừa em. Ừ, bấm cho lẹ. Bên kia người ta được bấm nút mà bên đây mình rối quá à. Tùy em à, em không ấy, không ấy mình để quay hoài luôn cho bên kia nôn chơi. Trời ơi. Vì cái tội mà để cho nó quay hoài nó chóng mặt chứ gì hết trơn á. Không, có cái này là em nghĩ là có sự sắp đặt gì của ban tổ em chức ơi, rồi. Làm gì có sự sắp đặt gì đây. Làm sao ban tổ chức biết em dừng lại lúc nào mà sắp đặt cho em rơi vô cô trừ 50 điểm. Trừ một cái bằng bên kia luôn. Và bây giờ đội xanh và đội đỏ ngang bằng nhau là 20 điểm. Yeah. Tiếp nha, câu số 3. Trong bài hát Điệu Buồn Phương Nam của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển, con chim sáo đã bay về hai tỉnh nào của phương Nam. Hết. Biết bài này không? Biết anh. Con sao sang sông, sao đã sổ lòng. Bấm đi. Đôi đỏ. Hay quá, nói liền. Hay quá. Đi Bạc Liêu nè. Trời ơi, một tỉnh nữa. Bay về Trà Vinh. Như vậy đáp án của các bạn là Bạc Liêu. Trà Vinh. Nghe nhạc đi rồi biết. Con sao sang sông, con sao sang sao đã sâu lòng, sao đã sâu.
đó chính là Bạc Liêu, Trà Vinh. Chúc mừng đội đó. Cuối cùng thì chúng ta cũng lấy lại. Có lấy hay không chưa biết nha. Tặng đội bạn điểm. Đó, Long bấm đi Long. Dạ. Có dừng chưa? Tôi kêu dừng mới được. Em kêu dừng á. Dừng. Dừng. Bạn 30 điểm, yeah. Yeah. Tặng cái đội xanh 30 điểm là 50 điểm. Không lấy mình đi về đi, đừng chơi nữa. Con sao sang xong bay về đội anh. Em cứ dừng, sao mà dừng tặng cái đội bạn vậy? Anh bấm chậm chút xíu đi. Sao mà biết mà chậm? Nãy giờ anh thấy cả hai đội khi mà được bấm cái vòng xoay này đều mang lại cái lợi ích cho đội bạn không à. Kết thúc vòng thi thứ 3, đội xanh đang có 50 điểm và đội đỏ 20 điểm. Mặc dù hôm nay cái trò chơi của chúng ta liên quan đến âm nhạc nó vốn không phải là sở trường của các bạn ở đây, nhưng mà các bạn cũng đã rất là cố gắng để có thể vượt qua từng vòng thi. Và đội xanh là đội có điểm cao hơn, nên các bạn sẽ nhận được một kỷ niệm chương của chương trình Vòng Xoay Lốc Xoáy. Cảm ơn các bạn. Và cảm ơn cả hai đội chơi đã đến tham gia ngày hôm nay. Thưa quý vị khán giả, đến đây thì chương trình Vòng Xoay Lốc Xoáy xin được phép kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình tuần sau.